Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng kính chào quý vị. Sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022 vừa qua, Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, Aloysio Nguyễn Hùng Dị đã đích thân đến thăm giáo họ Salon. Trên website chính thức của Giáo Phận Kon Tum và trên trang Facebook của Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã đăng tải bài viết với nhan đề Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum đến thăm giáo họ Salon. Bài viết có nội dung như sau. Sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022, Đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Dị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, cùng với cha Gioan Bautista Hồ Quang Huyên, quản lý giáo phận, đến thăm cộng đoàn các cha Đa Minh và giáo họ Salon. Buổi gặp gỡ có mặt cha Giuse Hà Đăng Hội, bề trên Tu sát Đa Minh, Kon Tum, cha An Tôn Phạm Minh Châu, phụ trách cộng đoàn Đa Minh, Đắc Mót, cha Gioan Bautista Đỗ Thanh Tùng, chính xứ giáo xứ Đắc Mót, đồng thời có bà sự vợ của ông Trùng Trung trong giáo họ Salon. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh không còn nữa. Giáo phận vô cùng đau buồn và tiếc nuối về sự mất mát quá lớn này. Mỗi một chúng ta hẳn sẽ nghẹn ngào, nhói lòng khi nghĩ về sự ra đi của người anh em của chúng ta. Chúng ta tin tưởng, phó thác nơi Đức Giêsu Kitô, ánh sáng của sự thật. Tôi là con đường, là sự thật và là sự sống. Sau khi đến nơi sự việc xảy ra, tiếp xúc thực tế những người có mặt tại hiện trường, hỏi thăm và trao đổi với những người có mối liên hệ với người gây án là anh Nguyễn Văn Kiên. Qua trao đổi thì được biết thêm, anh Kiên là người mê số đề đi đến chỗ nợ nần nghiêm trọng và bị thất tình vì không có cô gái nào muốn làm bạn với anh. Nhưng cũng chưa biết động lực nào đã đưa anh đến chỗ sát hại cha Giuse. Sau cuộc gặp gỡ trên, Đức cha và các cha đến nhà Nguyễn Văn Lố 2, Salon, gặp mặt bà con giáo dân, chia buồn, nói lời an ủi, trấn an bà con và cùng thắp hương, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Tiếp đến, Đức cha lắng nghe những ý kiến của những người trực tiếp có mặt trong buổi chiều cha Thanh bị sát hại. Sau đó, Đức cha ghé thăm nhà thờ Đắc Mót và về tòa giám mục. Theo lời kể của thầy giáo thuộc dòng Đa Minh đang giúp tại giáo họ Salon, khi thấy sự việc xảy ra, thầy đến để ngăn anh Kiên lại. Anh Kiên dung dao chém gãy luôn cái ghế trên tay thầy. Lúc đó thầy chạy lánh đi, nhưng khi nhìn lại ở đó còn nhiều em nhỏ, thầy sợ anh ta sẽ thảm sát các em nên đã quay lại phó thác cho Chúa. Thầy đã giật anh ta xuống. Khi đó có một số bà con chạy vào, thấy tình cảnh như vậy đã đánh anh Kiên, nhưng thầy giáo đã can ngăn và nhắc mọi người không được đánh, chỉ giữ anh ta lại mà thôi. Sự ra đi của cha Giuse Trần Ngọc Thanh là một mất mát lớn cho giáo phận, cho dòng Đa Minh và cho những người thân yêu của cha. Từ đây, giáo phận mất đi một cánh tay đắc lực cho việc phục vụ giáo dân và cho việc truyền giáo trên vùng Tây Nguyên Kon Tum này. Xét về mặt xã hội và luật pháp, đây là một vụ án cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và có kết luận. Chúng ta chỉ tìm hiểu sự việc và đưa ra thông tin về những diễn biến thực tế tại hiện trường, cũng như lời kể của những người chứng kiến và người thân quen biết với đối tượng gây án thuật lại. Về mặt tôn giáo, chúng ta nhất quyết lên án những hành động bạo lực, xấu xa. Chúng ta mạnh mẽ bác bỏ sự dữ. Còn con người, chúng ta phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Chắc chắn Chúa phân xử trong ngày phán xét, vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên thần của người, và bây giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Dân, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, tha thứ, gạt bỏ những bất đồng, thù hận và hãy cầu xin cho người phạm tội biết ăn năn sám hối. Trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào cha trên trời, cộng đoàn chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn linh mục Giuse về hưởng nhan thánh Chúa. Cũng cầu xin Chúa nâng đỡ tất cả quý cha, quý sơ trong toàn giáo phận cho những người con của Đắc Mót cũng như cho mỗi người chúng ta. Luôn sống mạnh mẽ trong đức tin và vững vàng nơi lý trí như Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp Fide Eratio, đức tin và lý trí. Đức tin và lý trí như đôi cánh giúp con người vươn cao trong chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa đã đặt trong tâm con người ước vọng tìm kiếm chân lý, để rồi cuối cùng con người nhận biết Thiên Chúa, ngõ hầu thấu đạt sự thật về mình một cách đầy đủ. Linh mục Tadeo Võ Xuân Sơn. Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi.
mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm chuông để có thể đón xem được những video mới nhất. Lan Trinh, biên tập viên của kênh Thôn Quê Sài Gòn tại Hoa Kỳ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.